Thì xin chính chào quý khách hàng. Thì hôm nay trong cái video này mình xin giới thiệu đến quý khách hàng một số cái loại cái đầu kẹp mũi con sắn, còn gọi là cái đầu kẹp mang ranh loại cao cấp, hiệu IL ha, xuất xứ Đài Loan. Thì những cái loại đầu kẹp mũi khoan này, còn gọi là những cái đầu khoan chuyên cho những cái máy mà cao cấp như máy khoan bàn, máy khoan phay, rồi máy tiện, máy CNC rồi đó, người ta hay sử dụng do cái độ kẹp nó rất là chuẩn xác, sai lầm rất là ít. Thứ hai nữa là cái thao tác tháo lắp mũi khoan cũng rất là nhanh chóng. Thì trên mình hiện tại mình đang có những cái loại như là khả năng kẹp từ 0 ly cho tới 10 tới 80 ly ha, rồi từ 0 ly tới 13 và từ 3 ly cho tới 16. Thì còn có hai loại. Thì cái thương hiệu đầu kẹp mũi khoan IL xứ xứ Đài Loan là cũng là một thương hiệu có tiếng, như hai nữa là chất lượng rất là cao, giá thành nó rẻ, nó cũng ngang ngửa hoặc là hơn so với cái thương hiệu là Vertex của Đài Loan luôn. Thì dòng này nó sản xuất chuyên về đầu khoan, đầu kẹp mũi taro rồi đó. Thì trên tay mình đây là cái đầu kẹp mũi khoan không chìa, gọi là cái đầu CNC á, đầu khoan tự khóa CNC loại H. Có cái mã nè, là Keyless Drill Chuck IL, tự là 13 mm, chuẩn là GT6 ha. Thì cái đầu này nó cho chúng ta theo cái này là cái loại đầu hạng nặng ha, theo cái catalog nhà sản xuất ghi nè, Heavy Duty Model là một thăng 123 nè ha. Rồi cái sản phẩm của chúng ta là cái đầu 13H đây, GT6, nó sẽ có cái mã là 12304 trừ 5 13H, khả năng kẹp là từ 0.3 tới 13 mm. Thì cái đầu này có trọng lượng nó tầm là khoảng 920 gram ha, chưa bao gồm chu con. Thì cái ưu điểm của loại này thì nó làm rất là chắc chắn, chuẩn xác luôn. Đây, trên cái thân nó có ghi này, IL từ chuẩn GT6 từ 0.3 đến 13 mm đây. Thì loại đầu này thì nó được các móc kẹp được làm bằng titan cứng, cho cái khả năng chịu lực rất là tốt. Thì mình sẽ lắp thử ha. Đây, trên tay mình là cái mũi khoan phi 8.0 của Nachi đây. Lắp mũi rất là nhanh, đó, rất là cứng luôn, chuẩn xác. So với cái đầu thường, những cái đầu thường thì thao tác lắp mũi rất là chậm ha. Đây mình có cái đầu cũng là đầu thường của hiệu Inlo luôn, nhưng mà sử dụng cái chìa vặn này. Chú ý là cái sản phẩm mình đang quay cho đó là hàng mới luôn nha bạn, mới trầm trầm luôn. Đó, thì những cái đầu thông thường như thế này thì khả năng kẹp cũng là từ 0.3 cho tới 13 mm, nhưng mà để thao tác mà lắp cái mũi này nè rất là lâu. Đấy, chúng ta phải đó. Khi bỏ cái mũi vào nữa ha, nó đó, chúng ta dặn phải dùng cái chìa khóa nữa, mình phải siết lại nữa như thế này nữa, thì nó mất vào thời gian rất là lâu. Và cái những cái máu kẹp này như thế này nó là những cái máu thường thôi, do đó nhưng mà khi mà khoan những cái lực lớn nó dễ bị tuôn so với cái máu bằng titan như thế này. À, thì ngoài cái dòng mà 13 ly loại H này, mình còn cái loại mà kẹp CNC là cái loại màu đầu màu ếch màu trắng này, cũng là đầu khoan tự khóa luôn, chuẩn 13 ly luôn ha, cũng kẹp được khả năng kẹp là từ 0.3 cho tới 13 ly đó. Thì cái đầu này nó cao cấp hơn cái đầu màu đen hồi nãy, cao cấp hơn cái đầu đen này, thì do đó là làm bằng chất liệu là hợp kim như thép không rỉ ha, cái chấu kẹp cũng là titan luôn đó. Thì hai cái đầu này nhìn cấu tạo nó cũng khác gì hết, chỉ khác gì chất liệu thôi. Một cái loại đầu đen này thì chất liệu là thép thông thường, thép khuôn gia cụ thôi, còn cái loại
đầu màu trắng là thép không rỉ, thì giá thành của đầu trắng sẽ mắc hơn một xíu so với cái đầu đen thứ hai. Thì ngoài những cái dòng mình chuyên đang có hàng sẵn ở đây là những cái đầu kẹp mũi khoan cho máy khoan bàn, rồi máy khoan từ hoặc là máy tiện, máy CNC, thì đều sử dụng những cái đầu kẹp như thế này. Thì đang có hàng sẵn là loại từ 0 tới 8 mi nè, từ 0.3 tới 13, và loại lớn nè là từ 0 từ 3 ly tới 16 ly. Đây. Đây là tòa hàng mới hết nha. Đó. Đây là chính hãng 100% từ Đài Loan luôn ha. Như trọng lượng của cái đầu 16 này thì nó tầm khoảng 1,2 kg ha. Và chưa bao gồm chui con. Thì đó, cái độ chính xác rất là lớn. Mẫu kẹp cũng là titan luôn. Thì này cho các khả năng, cái đầu đây là 16 ly cho khả năng kẹp nhỏ nhất á là từ 3 ly đó lên. Thì mình quay đó thì mình quay xước hết cỡ nè, nó còn một khoảng hở nè, thì cái hở này thì cho phép kẹp được cái mũi to nhỏ nhất là 3 ly. Thì lưu ý là những cái đầu này khoan như thế này thì nó cấu tạo giống nhau hết, nhưng mà quan trọng khi chúng ta mua nên là lưu ý là phải đúng cái chuẩn lỗ con ha, tại vì cái đầu này có nhiều loại nè. Thấy đây là cái 16 mm là LT6, ngoài ra nó có còn là B18 nữa, 16 mm B18 hoặc là 16 mm LT3. Do đó chúng ta phải mua cái đúng cái đồ con mới lắp được. Đây mình có sẵn cái chui con ha, mặt tia 3 LT6 nè. Đó, mình sẽ lắp cho thử luôn. Đây là chui con cũng hãng IL luôn các bạn. Đó luôn. Đó, đây. Đây là chui con MT3 RT6. Thì đây nó cũng cho cái chuẩn là lỗ con đây nè. Là cũng là RT6, thì bắt buộc mình cái phần này gắn vô cái lỗ của đầu khoan á, thì bắt buộc phải đúng chuẩn. Nó ví dụ như trên đầu khoan đây nó ghi là RT6 thì cái phần này trên chui con cũng phải là RT6 mới lắp được. Đó, rất là vừa vặn luôn ha. Như thế này chúng ta sẽ lắp thẳng cho máy luôn. Ở đầu khoan mình đang có hàng sẵn rất là nhiều nè. Sẵn luôn. Khách hàng nào mua cứ liên hệ ha. Rồi.